AC Milan lấy 3 điểm trong ngày Rafael Leao nhận thẻ đỏ. AC Milan có chiến thắng sân khách đầu tiên trong mùa giải mới khi vượt qua Sampdoria 2-1 trong trận đấu mà Rafael Leao bị chốt quyền thi đấu. Nhà đương kim vô địch Serie A bước vào chuyến làm khách đến thành phố Genoa thuộc vòng đấu thứ 6. Trong bối cảnh chưa có chiến thắng nào trên sân khách kể từ đầu mùa giải 2022-23 tính trên mọi đấu trường, trước áp lực từ những chiến thắng của Napoli và Inter, AC Milan phải chiến thắng để đua tranh ngôi đầu bảng. Với trái tim và bản lĩnh, đội quân của Stefano Pioli đã giành 3 điểm quan trọng dù phải đá gần như trọn vẹn hiệp 2 với chỉ 10 người do Rafael Leao bị chốt quyền thi đấu. Chỉ 6 phút sau khi bóng lăn ở Marassi, Milan có bàn thắng mở tỷ số. Sau các tình huống phối hợp, bóng từ Rafael Leao đến vị trí của Messias, các cầu thủ người Brazil không khó khăn để dứt điểm đánh bại thủ môn Audero. Sampdoria khởi đầu mùa giải không tốt với chỉ 2 trận hòa và 3 thất bại trước khi tiếp Milan. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn giữ được sự tập trung sau khi thủng lưới. Phút 11, Sampdoria có câu trả lời khi Juricic tung cú sút xa rất đẹp mắt. Thủ môn Maimonen đã bị đánh bại nhưng bóng đi trúng không thành đối khách. Tân binh Sutherland Jack Ketteler đưa bóng vào lưới Outdoor sau 21 phút. Tuy nhiên, sau khi tham khảo và rất kỹ, trọng tài chính Fabri từ chối bàn thắng khi công nghệ cho thấy Giroud việt vị ở trước khi cầu thủ người bị dứt điểm. Cuối hiệp 1, Milan có cơ hội nhân đôi cách biệt. Ovega phối hợp với Theo Hernandez trước khi Giroud dứt điểm hiểm hóc nhưng bị Audero cản phá xuất sắc. Milan bắt đầu hiệp 2 với việc Rafael Leao bị chốt quyền thi đấu. Cầu thủ người Bồ Đào Nha có pha cao chân đá thẳng vào mặt Ferrari. Việc Leao rời sân khiến Milan chịu tổn thất lớn. Ngược lại, Sampdoria giành quyền kiểm soát bóng và không ngừng tấn công. Hiệu quả đến với đội chủ nhà ở phút 57 với bàn thắng gỡ hòa 1-1 từ đường truyền của Augello, Juricic băng vào cắt mặt đánh đầu cận thành khuất phục Maiden. Milan không sụp đổ trước sự hưng phấn của Sampdoria. Huấn luyện viên Pioli cấu trúc lại đội hình khi Messias rời sân để Tomori xuất hiện, chuyển hệ thống sang 3-4-1-1 cân bằng hơn. Mặc dù thiếu người, Milan sớm đảo ngược thế trận. Phút 67, Giroud sút chính xác quả phạt đền đưa đội nhà dẫn 2-1. Trước đó, cú đánh đầu của anh đưa bóng chạm tay Villa và trọng tài cho đội khách được hưởng pha đá phạt 11m thông qua VAR. Trước khi trận đấu khép lại, trọng tài Fabri lần thứ hai rút thẻ đỏ, lần này dành cho huấn luyện viên Giampaolo của đội chủ nhà. Milan giành chiến thắng đầu tiên trên sân khách. Tuy nhiên, huấn luyện viên Pioli phải đau đầu để tìm giải pháp thay thế Rafael Leao khi tiếp đón Napoli sau đây một tuần trong cuộc chiến định đoạt ngôi đầu bảng. Đội hình thi đấu: Sampdoria 4-1-4-1 Audero, Berezinski, Gabbiadini phút thứ 59, Ferrari, Mario, Augello, Villa, Vieira phút thứ 86, Leris, Rincon, Sabiri, Juricic, Vera phút thứ 79, Caputo, Quagliarella phút thứ 78, ghi bàn, Juricic 57, thẻ đỏ, huấn luyện viên Giampaolo phút thứ 90+7, Milan 4-2-3-1 Maiden, Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez, Tonali, Pobega, Van Kech phút thứ 78, Messias, Tomori phút thứ 59, Jack Ketteler phút thứ 71, Rafael Leao, Giroud, ghi bàn, Messias 6, Giroud 67, phạt đền, thẻ đỏ, Rafael Leao 47.